game today. Hello, chào các bạn. Mình là Tuấn Cơm. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của series Auto Chat Mobile. Và ở trong tập này, mình xin được giới thiệu đến với các bạn tất cả những cái con tướng của game Auto Chat Mobile. Và tương ứng với nó sẽ là những cái con tướng nào của trò Dota thì mình sẽ giới thiệu để các bạn có thể nhanh làm quen được với cái trò này. Trong game thì có tích hợp với cái giao diện rất là dễ nhìn. Các bạn có thể xem những cái thông tin về tướng, những thông tin về chủng tộc và những thông tin về class tại đây. Giao diện rất là dễ nhìn với cái việc phân cấp từ level 1 đến level 5. Rất là dễ tìm. Ở đây các bạn sẽ có con S, con Ace của chúng ta đây. Ở cái giao diện tướng thì có rất là nhiều thông tin. Và đây là con Tuka ở trong game Auto Chat Mobile. Trong này tên là Tuk Champion. Các cái chỉ số về attack, về máu, attack speed, về chỉ số phòng thủ rất là rõ ràng. Ở đây con Bat Rider. Ở dưới thì nó có ghi là carry disable. Nó là chỉ chất tướng. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có Shutdown Shaman. Shutdown Shaman rất là cute. Những hình ảnh từ hầm hố từ Dota 2 thì chuyển sang cái game này thì rất là dễ thương. Mặc dù là vẫn có đeo những cái đầu lâu nhưng mà nhìn rất là dễ thương, cute. Ở đây các bạn sẽ có Drow. Đó, Drow ở cái bộ Hunter và Undead level 1. Tiếp theo là con Bounty Hunter BH, một assassin ở cái bộ Goblin. Với chỉ số ở đây các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng là Bounty Hunter ở level 1 rất mạnh, với attack là 60, máu thì tận 550, giáp thì giáp tận 5, attack speed 1 rất là mạnh, các chỉ số rất cao. Ở đây thì có Clock. Clock, các bạn thấy nó giật giống chưa? Giống con Clock chưa? Máu của Clock rất cao. Nhiều khi các bạn chơi game các bạn sẽ không để ý, nhưng mà ở trong cái game này nó sẽ có những cái bảng chỉ số này, các bạn sẽ có được nhiều cái thông tin hơn. Chính ra Clock đánh cũng khá là nhanh. Sau bây giờ đến con Tinker. Đó. Con Tinker nhìn trông cũng khá giống khi mà thiết kế hai quả tên lửa ở trên lưng. Có ghi luôn cái tag của nó là Looker, chuyên lúc đam phép thuật. Nhưng mà đam hơi bị bé. Sau đó đến con Ultimate. Ở đây là có Ultimate trong hình dáng của một con chim, cũng khá là ngầu, nhìn trông khá là giống một con assassin. Ở đây thì cái tộc Witcher này nó chính là tộc Demon Hunter đấy các bạn. Orc Mirai thì thay vì là có hai cái đầu thì ở đây Orc Mirai của cái trò này thì nó có hai cái mặt ở trên một cái đầu thôi, mặt sau và mặt trước. Một mặt thì rất là nghiêm nghị, rất là hổ báo, giống thần đèn. Còn một mặt thì trông khá là fun, đang cười và khá là giống Mimosa. Ở đây chúng ta sẽ thấy là có con Tylee, một cái sự thay đổi rất là khác biệt. Các bạn không thể tin được ở đây nó lại là một cái con Tylee đúng không? Nhưng mà nó lại là cái con Tylee đấy các bạn.
Khi mình mới chơi thì mình cứ nghĩ đây nó là một cái con ở hệ máy, ở hệ mech cơ. Mình cứ nghĩ nó là một con, nó ví dụ như là con Clockwest chẳng hạn. Nhưng không, nó là con Tylee. Ở đây chúng ta sẽ có Zaklak. Zaklak ở phiên bản này thì trông hài cờ, trông rất là tà đạo. Trông rất là tà đạo luôn. Với một cái mặt lạ cũng khá là tà đạo. Dao kiếm làm cho mình nghĩ đến một cái game mà mình đang chơi, đấy chính là game Sekiro. Ở đây chúng ta sẽ có con Beastmaster cầm hai cái rìu, gắn hai cái đầu lâu, có cái xích ở cổ trông rất là man rợ. Nói chung là mình thấy ở trong cái game này thì thiết kế ở cái bộ orc trông rất là ngầu, rất là ngầu luôn. Nói thế thôi chứ Beastmaster cũng chỉ có đam có 65. Chuyển sang đến Witch Doctor. Witch Doctor có bộ mặt rất là to, nhưng mà phải đeo cái mặt lạ để cho cái mặt nó nhỏ bớt đi. Còn mặt nó rất to các bạn ạ. Đấy, cái trắng trắng kia nó là cái đầu của nó đấy. To quá. Phải đeo cái mặt lạ vào cho cái đầu nó bé bớt đi. Với một cái tốc đánh và một cái chỉ số đam thì không thể tệ hơn. Rất bé. Đánh thì cũng attack range có 3 thôi. Ở đây lại ta lại gặp một cái con, nó chính là cái con Slada. Và ở đây thì cũng không rõ lắm khi mà Slada được xếp vào cái bộ carry. Có thể là do cái tốc đánh của nó cao và cái đam của nó khá là to. Kèm theo nó là một cái lượng máu ổn định. Đam ở level 2 và đam 85 là to lắm đấy các bạn. Gấp đôi con CM luôn. Ở đây có CM. Đánh rất chậm, đam rất bé, nhưng lại giáp lại khá là trâu. Máu bé. Cũng không hiểu tại sao một cô làng bé bỏng như này lại có một cái chỉ số giáp nó khá là cao. Con Puck thì mình không biết, nhưng đến bây giờ mình biết là cái range của nó, cái tầm đánh của nó rất là thấp, nó chỉ có 3 thôi. Khi mà mình chơi cái game này mình mới biết được. Đây chính là con Puck đây các bạn. Đánh khá là chậm. Tiếp theo là con Timbersaw. Ở trong game này Timbersaw thiết kế hơi bị lỗi một tí. Trông giống như là một con, giống kiểu là một con thì con Goblin, nhưng mà trông hơi giống một con chó cảnh. Tiếp theo là đến Chaos Clyde. Trông khá là hoạt hình. Trông khá là hoạt hình và cũng không rõ cái con cưỡi nó có phải là con ngựa không. Ở đây có Queen of Pain. Đầu khá là to. Thân hình thì không được quyến rũ như ở trong Dota 2. Trông lại có phần hơi thiếu nhi một tí. Giáp không. Tốc đánh khá là cao. Tốc đánh của Queen of Pain còn cao hơn cả Lula. Đây chính là con Lula đấy các bạn. Lula thì đam cũng bình thường thôi. Tốc cũng bình thường. Nói chung là cũng xếp vào hàng carry bởi vì cái skill của nó đánh lan thôi. Tiếp theo là đến con Leecher Prophet các bạn. Furion. Furion này thì thiết kế cũng khá là đẹp. Giống như một vị thần rừng vậy. Các bạn cũng sẽ nhận ra là Morphling ở phiên bản này thì có trang bị thêm khá là nhiều sắt thép. Khả năng cao đấy chính là sắt thép ở những cái con tàu bị đắm ở dưới biển. Tô điểm thêm cho cái phần cơ thể toàn bằng nước của cái con này. Ở đây thì chúng ta đã biết là cái con Senking này nó bị loại bỏ, nhưng ở trong game này thì vẫn còn Senking các bạn ạ. Con Senking ở trong phiên bản Dota 2 ở trên máy tính thì tạm thời là đã bị loại rồi. Còn ở trên đây thì vẫn còn Senking đủ bộ beat các bạn ạ. Gồm có 5 con beat đủ bộ luôn. Giáp khá là to. Senking giáp khá là to. Bây giờ chuyển sang nó là con Velom. Trông khá là funny, cute. Không những là cute mà còn lè lưỡi. Rất là đáng yêu. Chúng ta đã để ý thấy là ở đây sẽ có cái phần Magic Resistance. Thì cái phần này
cái trò này nó có những cái thông tin rất là rõ ràng. Các bạn có thể xem là ví dụ như Venom thì đã có được tới tận 20% cái kháng phép. Còn ở đây chúng ta có Abaddon thì kháng phép là 0%. Những cái con có kháng phép đặc biệt thì các bạn sẽ xem là con nào kháng phép to nhất nhé. Đây là con Slug đấy các bạn ạ. Con Slug này thì cũng đã bị xóa bỏ ở cái trò trên Dota, nhưng sang cái trò này thì nó vẫn giữ nguyên. Và cái skill của nó vẫn giữ nguyên, nó là cái skill tàng hình tăng máu, rất châu chó, khá là thích hợp ở trong cái bộ Assassin đấy các bạn. Level vẫn là 3 tiền, khá là mạnh, đam to đánh nhanh. Ở đây nó chính là con Lycan. Lycan này các bạn vẫn là con sói thôi, với những cái lanh vuốt của nó, lượng máu, lượng tấn công khá là ổn định. Tiếp theo là đến Omniclide, máu 700, tấn công 55, giáp, đặc biệt là cái giáp của nó rất là trâu, 10 giáp. Lila, các bạn thấy ở đây cái chỉ số Lila rất là đẹp luôn ở trong cái trò này. Ngoài cái việc là đam rất là to thì cái tốc đánh và cái range đánh rất là xa. Con này cũng có một cái kháng phép là 20%, nó chính là con này nó đặt là Velom, nhưng mà con này nó lại là con Viper các bạn ạ. Nó chính là con Viper đấy các bạn. Ở đây chính là con Sniper. Thì vẫn là Sniper thôi. Bắn rất xa, range 4. Và các bạn để ý là cái đam của cái con này rất là to, tốc đánh rất nhanh. Con này đam tới tận 75 các bạn ạ, bằng đam của con SF. Và chúng ta sang đến con SF. Con SF giống hết chỉ số của con súng, máu ít hơn. Đấy, con đây là con SF đấy các bạn, Sadafien. Tiếp theo là đến một cái con cũng ở hệ Demon và là Demon Hunter. Đấy chính là con Teroblade. Các bạn thấy Teroblade cũng có 10% kháng phép, xếp ở hàng carry. Đây chính là các con Wingranger. Con Wing này thì tên vẫn giống hệt các bạn ạ, tên vẫn là Wingranger. Và cái tốc bắn của nó thì cực kỳ nhanh, đam rất to ở level 3. Ở đây chính là một cái con gọi là đam là to nhất của những cái thằng level 3 luôn, 90 đam. Tốc đánh thì vẫn chậm hơn Wing rất là nhiều. Đấy, nhưng mà bù lại thì cái skill của nó là x2 x3, nên là cái đam to là mới quan trọng các bạn ạ. Tiếp theo chúng ta lại có một cái con, nó là con Chin. Con Chin này thì lại theo cái bản update mới nhất, tức là vẫn là 3 tiền. Máu thì vẫn là 650 máu ở level 1. Nhìn thế thôi nhưng mà đam lại nhỏ hơn là con PA. Đánh thì chậm hơn bằng một lửa, 2 giây mới đánh được một phát. Chuyển sang con Razo, cũng chỉ số máu rất là to. Tiếp theo là đến con Disruptor. Con Disruptor thì chỉ có máu to thôi chứ còn các cái chỉ số rất là thấp. Con Nondrui này thì giáp bé quá, nhưng mà bù lại thì có kháng phép, đam thì cũng ở mức bé so với cái con 4 sao. Attack Speed thì quá là trung bình luôn. Nói chung con này thì nó có một cái skill là gọi gấu thì có lợi thôi. Tiếp theo là cái Chon. Con Chon Warriors. Con Chon này thì nhìn ở trong cái phiên bản này thì rất là cute các bạn ạ. Nó giống như là một cái anh gọi là đánh trống. Nó cầm hai cái rìu nhưng mà lại có cái hình con sâu. Tốc đánh thì cũng thấp hơn Wingranger. Tiếp theo là đến Le Crawford. Con Le Crawford ở hệ Warlock. Máu khá là to, với 850 máu ở level 1. Attack Speed rất là cao, 1.2. Sức mạnh tấn công thì ở dạng trung bình. Sau đó là đến Medusa. Medusa này thì có chân rồi, không phải quẫy bằng đuôi nữa. Và rắn thì ít hơn, nhưng mà rắn có vẻ cute hơn khi liên tục lè lưỡi để trêu ngươi.
các bạn và mình có một cái lượng kháng phép là 10%. Tiếp theo là đến Kunka, thì ở phiên bản này Kunka máu khá là trâu với 950 máu, attack to quá, 82 attack, còn chỉ số giáp là 10. Chuyển sang thì Dragon Claw, chỉ số thì giống hệt bên Dota 2, không khác tí nào. Trông khá là ngầu khi bây giờ là có thể cưỡi rồng ở ngay level 1. Tiếp theo là đến Keep of the Line, thì thực sự là đam rất bé, tốc rất chậm, đánh gần 2 giây mới được một phát. Bao giờ mới tăng mana đầy được đây? Con này thì chắc con BH ở level 1 nó đập cho thì thôi, phải gọi bằng bố. Gặp BH mà nó quẩy ở đằng sau thì level 4 đánh level 1 thì vẫn thua. Tiếp theo là các bạn đến với cả con Anchemist. Con Anchemist ở phiên bản này thì vẫn cõng một đứa, có hai đứa, hai con Goblin cõng nhau. Đấy, Anchemist thực ra là cái con được cõng. Còn cái con mà nó khổng lồ ở phía dưới thì nó chỉ là một cái con thú để sai khiến thôi, của tộc Goblin. Đó, sức mạnh tấn công giáp các thứ thì nó cũng giống hệt ở bên kia. Bên Dota 2, giáp vẫn bằng 0. Tiếp theo là một cái con đam to nhất ở cái trò game này, đấy chính là con Doom, với chỉ số đam là 115 đam. Lượng máu cũng là to nhất, 1050 máu ở level 1. Tốc đánh thì các bạn thấy là tốc đánh cũng rất là đẹp, rất là cao với 1.3. Đấy, nó chỉ kém 0.1 so với cả Templar Assassin thôi. Và đam thì là đánh xuyên giáp, còn Templar thì 100 nhưng mà không xuyên giáp. Cũng là những cái con mà một trong những cái con đam cao nhất của trò này. Ở đây chúng ta sẽ gặp con Lich. Thì ở đây Lich thì ở trong cái trò này thì không phải là một cái bộ xương di động nữa, mà nó là một cái con như là cái con người máy đến từ tương lai các bạn ạ. Một con pháp sư đến từ tương lai, chỉ số giống hệt bên Dota 1, à Dota 2. Tiếp theo là Tide Hunter, lượng máu khá là trâu, tốc đánh thì rất chậm. Và đây chính là con Gyrocopter, máy bay. Phiên bản máy bay này thì không có tên nữa. Đó, và tốc đánh con này thì bằng tốc đánh con Windranger, tức là ở level 1 thì tốc đánh của hai con Windranger và con Gyrocopter này là tốc đánh là nhanh nhất trong game. Đó, các bạn thấy không? Đam cũng khá là đẹp, giáp thì to quá, không hiểu sao một cái con carry giáp to thế. Ở đây có con Tekchi, một con mà rất là được ưa thích, ưa chuộng, mà bắt buộc phải ra ở bộ Goblin. Chỉ số giống hệt bên Dota. Cuối cùng là cái con level 5 cuối cùng đây, chính là con Enigma. Và con Enigma này các bạn xem cái chỉ số kháng phép của nó lên tới 40%, kết hợp với cả cái bộ Laga thì không biết là nó mạnh đến cái cỡ nào, cái sức kháng phép của nó khỏe đến cái cỡ nào. Đó, nhưng mà nhìn cái range thì lại chỉ có 3 thôi. Bây giờ mình mới biết đấy, trò này nó ghi rất là rõ ràng 3 ở đây có nghĩa là 3 ô đấy các bạn. Và đó chính là toàn bộ những cái con tướng ở cái trò Dota Auto Chat trên phiên bản mobile. Mình hy vọng rằng clip của mình có thể giúp các bạn nhanh chóng thuộc tên những cái con tướng cũ của trò Dota trên cái phiên bản mới này. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip và ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip sau. Mình sẽ giới thiệu chi tiết những con tướng và những tộc ở trong game này các bạn nhé. Game today.